Nguyễn chào mọi người, hôm nay ngày 20 tháng 9 mình có lô cây dâu tằm, lô cây đồng giá 400 hình bao ship. Nếu anh em lấy từ lấy hai cây thì sẽ là 750 bao ship. Những cây này thì tương đối đều giống nhau, chiều cao là 40, ngang từ 50 đến 60. Cây thì toàn bộ cây đã đi hai nước dây và tháo hết dây. Dâu tằm thì quả cho quanh năm, sau khi vặt lá thì cây sẽ rộ quả. Từ thời điểm vặt lá đến quả chính là 2 tháng. Hoành thân thì tầm 8 xăng, từ 7 đến 8 xăng bằng ngón tay cái của mình. Tất cả các cây đều tương đối giống nhau. Đầu tiên là cây dâu mã số 1, chiều cao 40, tán ngang là 55, giá 400 bao ship. Cây đã ấm tàn, chỉ cành mọc rất là nhiều. Theo là cây dâu mã số 2, cây này có chiều cao là 40, tán ngang 50. Cây thì tay cành tương đối giống nhau. Cây là mình chưa vặt lá. Thân thì bằng ngón tay cái. Dòng dâu tầm lá nhỏ, dòng này quả rất là sai. Cây dâu mã số 2, tất cả các cây đều là đồng giá, mỗi cây là 400 hình bao ship. Khách lấy từ 2 cây thì 750 bao ship. Tất cả các cây đều đi hai nước dây và tháo hết dây. Cây dâu mã số 2. Tiếp theo là cây dâu mã số 3. Cây này có chiều cao là 45, tán ngang là 60. Cây này thân cũng khá to, hoành thân tầm 10 xăng. Cây dâu mã số 3, giá 400 hình bao ship. Dòng dâu tầm thì rất là dễ cho quả, quả cho quanh năm. Và đặc biệt khi bấm cành và vặt lá thì cây sẽ rộ quả. Cây số 3 dáng khá đẹp, giá 400 hình bao ship. Cây số 4, cây này cao 40, tán ngang là 60. Thân thì bằng ngón tay cái của mình. Cây cao 40, tán ngang 60. Cây dâu mã số 4. Tiếp theo là cây dâu mã số 5. Cây này cao 40, tán ngang 60. Thân thì hơi bé, thân bằng ngón tay của mình, mọi người so sánh ngón tay. Cây dâu mã số 5, giá 400 hình bao ship. Chiều cao 40, tán ngang là 60. Tiếp tục là cây dâu mã số 6, cây này cao 40, tán ngang cũng là 60. Thân thì bằng ngón tay. Tất cả các cây đều đã ấm tàn, cây đều đi hai nước dây và tháo hết dây. Giá 400 bao ship. Anh em có nhu cầu lấy sỉ thì mình sẽ báo giá sỉ, sỉ từ 10 cây trở lên. Cây số 7 có chiều cao là 40, tán ngang là 55. Giá 400 bao ship. Thân thì mọi người so sánh ngón tay của mình, thân lớn hơn ngón tay út một tí. Cây dâu mã số 7. Tất cả các cây đều đã đi hai nước dây và tháo hết dây. Mọi người
Nếu chơi bonsai thì về chỉnh sửa sơ lại dáng thì có thể chơi, hoặc thả tự do để làm cây ăn quả. Quả dâu ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Cây cuối cùng là cây dâu mã số 8. Cây này cao 45, tán ngang 50, thân thì bằng ngón tay út của mình. Giá 400 bao ship. Anh em lấy từ 2 cây thì 750 một 2 cây. Cây số 8 là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình.